Vâng, xin kính chào quý vị và thí sinh tiếp theo của giọng ca vàng Houston, đó chính là thí sinh mà số báo danh 07 Kim Tâm. Xin chào Kim Tâm. Trước tiên là Kim Tâm có thể giới thiệu đến quý vị khán giả sơ lược về bản thân mình không? Xin chào quý vị khán giả, em tên là Kim Tâm, số báo danh 07. Hôm nay sẽ đến dự thi bài hát Không Còn Mùa Thu của nhạc sĩ Việt Anh. Với bài hát này thì bạn đã có chuẩn bị như thế nào về cái phần dự thi của mình? Dạ thì em thì trước giờ cũng không có thi nhiều, cho nên nói chung là thích bài nào thì lấy bài đó thi thôi ạ. Không có thi nhiều là có nghĩa là đã có thi rồi đúng không? Chỉ có hồi xưa còn đi học á thì thi trong trường cho vui thôi. Dạ. Và cuộc thi đó bạn có đoạt giải thưởng gì không? Dạ thì có một lần được giải hai, lần được giải ba. Một lần được giải 2, một lần được giải 3 và hy vọng rằng lần này với cái sự chuẩn bị để trở lại của bạn Kim Tâm, bạn sẽ có được những phần dự thi thật tốt để bạn có thể được tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn trong giọng ca vàng Houston. Vâng, xin cảm ơn. Dạ xin chào ban giám khảo, em tên là Nguyễn Kim Tâm. Hôm nay đến đây xin được dự thi với bài hát Không Còn Mùa Thu của nhạc sĩ Việt Anh. Vâng, mời em. Đường ta đã qua, chim khuất trên trời. Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới lệ buông giá rơi. Dù lòng thôi mơ, dù buồn nên thơ. Không còn mùa thu trăng rơi bên thềm, không còn lời ru mơ trên môi mềm. Em thơ như mùa xuân đầu, nối dài đêm thâu. Em là mùa thu cho anh mơ màng, em là lời ru quấn quýt bên chàng. Em đi tiếng gì thu vàng, tiếng gì xuân sang. Còn thương nhớ nhau về tháng sau trời, còn thương nhớ nhau từng đêm bão tố tấp ướn chẳng thề. Lời yêu chưa nói trên môi vụng về. Đường ta đã qua, chim khuất chân trời. Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới lệ buông rã rơi. Dù lòng thôi mơ, dù buồn nên Xin chúc mừng Kim Tân đã thể hiện xong phần trình diễn của mình. Và bây giờ xin mời ban giám khảo. Đầu tiên xin mời nhạc sĩ Hoàng Công. Chào em Kim Tâm. Hình như là em lấy cái điệp khúc em mở mở đầu phải không? Theo tôi thấy cái điệp khúc này mở đầu tôi thấy với tôi không 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 thích lắm, tại vì nó cũng không có cái gì gọi là đặc biệt. Thường thường đó mình hát cái điệp khúc nó cũng thường thôi, để hát vào chính giữa tài hơn. Theo tôi thì như vậy, tôi thích bắt đầu hơn để hát lại cái điệp khúc. Thường thường đó, ví dụ như cái coda đó đem lên mở đầu đó, chứ còn mấy cái điệp khúc mà đưa đưa lên đầu tôi không thích đó. Tại là ý tôi, giọng em thì được thôi, bài này rất là khó hát chứ không phải dễ đâu đó. Bài này rất khó, để nhường cho những quý vị giám khảo. Xin mời nhạc sĩ Phan Thanh. Xin chào em. Cái giọng của em rất là tốt. Xong như nhạc sĩ Hoàng Cầm nói rằng em đã dùng cái điệp khúc để em vào cái mở đầu cho cái bài hát. Thì có đôi lúc ca sĩ người ta dùng cái phương pháp đó để làm đổi mới bài hát lên. Nhưng mà coi chừng mình lạm dụng vào cái bài hát này mà mình thực hiện nó không đúng thì nó sẽ bị phản tác dụng, làm cho người ta nghe không không có đã lỗ tai. Thí dụ em phải vào với piano thật chậm, rồi em cất cái giọng em lên thật là cao,
để cái quản người ta thấy rõ ràng rồi mình về lại cái bài thì nó mới được. Còn ở đây mình thi chay mà mình không có nhạc mà mình thực hiện cái đó thì nó coi gần như nó giống như bị phản tác dụng, nó không có giá trị. Cái đó là một cái kỹ thuật cá nhân của mình ứng xử nó chưa có hợp lý lắm, thì anh thấy nó cũng tiếc nối cho em cái bài đó, làm cho anh nghe không sướng, nghe không đã, và ca sĩ khán giả có khi người ta cũng không nghe đã, bởi vì anh thích anh mình nghe không đã thì cũng có nhiều người nghe không đã. Thành ra do đó nghĩa là em thì giọng em rất là tốt, nếu em phát huy được cái giọng của em xử lý đúng chỗ, em thực hiện đúng chỗ, từng chỗ từng chỗ, từng khúc từng nơi thì em sẽ thành công. Thì anh chỉ thấy bao nhiêu đó thôi, còn về diễn tả thì em ok. Cảm ơn. Giọng rất là tốt nhưng mà hơi liều lĩnh, là thi cái bài rất là khó, không? Xin mời là em xuống bè trầm, tất cả những cái nốt trầm của tự em. Tự nhiên vô tà ra đó, tự nhiên không thấy những cái khoảng cao trào của bài hát, rồi nó tương phản về cái đoạn đó, khi em xuống như bè trầm thì em thực hiện những cái đó nó chưa tới nữa, thành ra anh nghe nó cũng không có cái đoạn đầu người ta áp phê đó, rồi cái chính giữa là cao trào người ta lên. Vâng, đó là lời góp ý của nhạc sĩ Hạnh Cầm cũng như là nhạc sĩ Phan Thanh. Tác dụng đó Phan Thanh nói. Và tiếp theo xin mời ca sĩ Kim Phượng. Thì nhiều khi mỗi cái thí sinh cũng hay muốn tạo cho mình một cái hay riêng, một cái mới riêng để mà tạo thêm điểm cho mình. Nhưng mà theo hai nhạc sĩ nói thì cũng tùy bài để mà mình đưa vào như thế. Nhưng giọng ca em rất là tốt, em hát rất là có ngân nga. Nhưng mà có cái là chị nghĩ rằng nếu mà em hát một cách thoát hơn nữa thì cái giọng em nó còn mạnh hơn nữa. Chị hát em vẫn còn như là còn em hơi, em hát chưa cái mở miệng làm như chưa có thoát hết. Em còn hát được hơn cái này nữa, cao hơn đúng nữa. Nhưng mà chị cứ hát, em chỉ có cảm tưởng em như em hát em còn ngậm ở trong miệng. Có nghĩa là khả năng em còn rất nhất xa. Là cái đoạn kết em bỏ nhỏ mà quá nhỏ. Thật ra theo ý như ban giám khảo ý muốn là khi mà em vô đầu tiên em cứ nhẹ nhẹ em vô, không còn mùa thu mây giăng lưng đời, rồi bắt đầu em lên thì lúc đó thấy cái giọng của em tốt, nó càng ngày càng bắt đầu nó mở ra, nó mở ra. Và nếu mà em hát cái cổ họng em hoặc là cái ngữ miệng em mà nó thoát được xíu nữa thì nó còn feel dữ hơn nữa. Em muốn bỏ nhỏ nhưng mà đoạn kết em bỏ quá nhỏ đi. Mặc dù là em có đầu tư trong cái giọng hát của em nhưng mà phải cẩn thận. Cảm ơn những lời chia sẻ cũng như góp ý rất hay từ ban giám khảo dành cho anh. Anh có rung không? Dạ cũng rung. Rung phải không? Vâng, và ý kiến của ban giám khảo như thế nào ạ? Lần sau có nhạc là... Vâng, ba thẻ xanh dành cho anh luôn. Xin chúc mừng anh. Nhớ nha. Cảm ơn ban giám khảo. Nhớ nha, chọn bài cho kỹ. Với lại muốn làm cái khác phải cho cẩn thận. Người ta giỏi quá, người ta thành tài, người ta mới làm khác. Giọng ca ngân nga thì quá tốt, nó mất cái phê cái bài này nó rất là sâu sắc và rất là tình cảm nhẹ nhàng. Chắc có lẽ là không có nhạc cho nên anh cũng hơi khó phải không? Tôi nghĩ rằng cái giải sắp tới đây có rất nhiều hào hứng.